thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Yeah. Mặt trời là cái đất lớn, còn tia nắng là thang hồng. Mỗi ngày mà ta thức dậy, ta chỉ mong được an lòng. Hàng hôn là ngày lụa, một màn đêm là tấm chăn. Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị công ngăn. Mỗi đêm nếu nhớ nhìn ra đường vắng, đường lúc mình không cần tay ga. Lắng nghe những lời như lá, lá rơi khi như cầu đã qua. Lời ca là chất thức thức, âm nhạc cũng như hoàng tinh hoa. Âm nhạc là cô gái đẹp, ta là ngàn cầu lòng chân hoa. Cuộc đời này có đến mấy là 10 năm. Sống làm sao khi khó, còn có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng, chẳng có đâu mà dài. Giống như em thấy ta thường được hỏi điện thoại là ai. Có cánh hoa nào không ta, có giấc mơ nào không ta. Hát đêm đơn từ đêm mai, ta về quê vẫn mấy ngày. Còn mình vẫn chưa nắm nắm, nhìn lại buồn buồn tháng năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần, 10 năm. Tôi mong buồn anh, không chắc mắt một thời đại. Anh nếu như cái khô và bóng sáng là một thời đại. Mọi thứ lại càng hơn chỉ, sao lại ta càng đi bằng ngang. Anh sống khi lâu thời phố nhưng mơ lại quên. Bên mà hà bình suối với mấy nhà lòng mình.